Xin chào các bạn, chúc một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha mọi người. Bữa nay rảnh rỗi mình đem mấy cây sứ nguyên liệu với lại mấy cây sứ ánh dương đồ ra để mình ghép bo đó. Các bạn nào có yêu thích hoa sứ thì mình vào xem cho vui nha. Để giờ mình là đi lấy cái cây sứ để mình chuẩn bị mình ghép bo cho nó. Ở đây rồi các bạn, cây sứ này mình chuẩn bị mình ghép bo cho nó nè. Cây này là cái cây cây ánh dương, gốc này là gốc ánh dương nè. Nhìn cái cũng dáng cũng đập không. Cái này mình kêu đó là cái cây khẩu đại bác, nhìn nó cũng giống giống tựa tựa giống nè, giống y như cái khẩu đại bác ha. Đó, cái nồng của nó nè. Cũng có nhiều bạn hỏi mình cái cây sứ ánh dương ghép vô nó yếu. Theo mình nghĩ thì sứ ánh dương mình ghép nó cũng bình thường thôi. Mình thấy ghép nó cũng tốt chứ đâu có gì đâu mà yếu. Vẫn ghép bình thường nè. Đó, quan trọng là cái ghép của mình nó như thế nào thôi. Bo ghép nó có mạnh khỏe được hay không thôi chứ. Với lại cũng tùy theo cây nữa. Có cây nó hạp rồi nó chịu thì nó sẽ vượt. Còn có cây nó không chịu rồi thì nó sẽ còi cọc. Nó khó mà lên mầm. Rồi, bắt đầu bây giờ mình sẽ chuẩn bị ghép sứ nha mọi người. Quay sơ một chút ít đồ nghề nè. Bọc ngủ, bọc để mà mình trùm bo ghép này. Này thun, thun đen, thun thái mọi người. Cỡ này là hai nhánh bo ghép nè. Cái này là mình ghép bo kim lanh đó rồi. Kim lanh thì cái bo hoa của nó màu đỏ đỏ cũng đẹp lắm. Kim lanh. Cái này mình cắt cái phần đọt của nó thôi người. Phần đọt của cái nhánh ghép nè. Mình cắt khoảng chừng một gang tay là được rồi. Một lóng tay rồi người. Đó, một lóng tay bo ghép. Rồi bắt đầu bây giờ mình vô chủ đề chính là mình ghép sứ nha mọi người. Rảnh rỗi mình đem mấy cái sứ đó ghép cho chơi, các bạn dính chút ít thời gian cùng xem nha. Đó, trước khi ghép thì mình cắt xả tàn nó bớt. Mình cắt một lượt một bớt cho nó ra hết mũ. Trước khi ghép là các bạn mình lưu ý là phải xiết nước trước cho nó 4-5 ngày nha. Tức là mình 4-5 ngày mình không tưới nước cho nó đó, để cho nó khô lại, rút lại nha, cho nó bớt mũ trong cái mấy cái nhánh nè. Cái này thì mình chỉ ghép thôi, còn các bạn nào mới chơi sứ mà muốn biết cách ghép như thế nào thì mình có thể vào xem những cái video trước của mình nha. Mình cũng có thể chia sẻ những cái cách ghép nó sẽ cụ thể hơn nha mọi người. Cái này bữa nay rảnh rỗi mình đem ra mình ghép chơi cho vui thôi. Ồ, quả chừng mũ nó chảy ra nè. Này mình sẽ ghép so le cho nó đó, cho nó nhìn cho nó đẹp, độ hấp dẫn. Chứ không có ghép cái nhánh nó đồng với nhau, mình ghép nhánh cao, nhánh thấp, nhánh cao, nhánh thấp. Cắt bỏ bớt lá. Cắt bỏ hết mấy cái lá mà. Lưu ý là mình khi mình ghép là mình phải cắt xả tàn, xả cho nó nhiều lần nha mọi người. Cắt 4-5 lần để cho nó ra hết mũ là mình hãy để bao ghép lên nha. Chứ mình đừng có không biết là mình cắt một lần, một hai lần cái mình để bao ghép lên á là cái nước mũ nó vẫn còn đó mọi người. Nước mũ nó khi mình ghép vô nước mũ nó sẽ trào ngược lên á. Nó thấm vô cái bao ghép á là nó sẽ sanh ra nó thối bao ghép nha mọi người. Để khi mình ghép là mình phải xả cho nó mấy lần.
mấy cái xứ này vậy chứ nó cũng khó lắm rồi. Quan trọng là con dao mình á, con dao mình phải vệ sinh cho nó sạch sẽ rồi. Khi ghép là mình phải vệ sinh con dao cho nó sạch. Đó, mình xả tàn là tức là mình cắt cho nó nhiều lần như vậy này. Như cái nhánh vậy nè mọi người thấy không? Là mình cắt cho nó nhiều lần. Mình cắt vậy đó, cho nó nhiều lần để cho nó ra nước mẫu không nè. Ra bớt nước mẫu. Giờ mình cứ cắt ở trên đọt từ từ đi. Khi nào mà cái lần cuối cùng mình cắt cái cuối cùng để mình ghép á, là mình canh cái bồ tán cho như thế nào cho nó đẹp á. Giờ mình cắt cho nó cố định. Rồi sau khi mình xả cho nó 4 5 lần cho nó hết mẫu rồi, bây giờ bắt đầu mình cắt lần nữa rồi mình ghép luôn. Cái nhánh này mình sẽ cho nó lên cao nhất nè. Mình cắt cho nó bằng phẳng nha mọi người. Mình cắt ngang nó cho nó ngọt, cho nó bằng phẳng. Mình cắt coi ghép mình để lên. Để dính lên cái bắt đầu mình lấy bọc mình trùm lại, cũng đơn giản, ghép cũng đơn giản. Cái cọng này còn để dài quá bởi nó cắn nó khó. Rồi, mình chằn xuống vậy nó hít lại dính lại. Cái này thì mình cho nó cục một tí. Bớt nước mẫu. Nay đang mùa cách ly mới ở nhà rảnh rỗi, nhờ có mấy cây sứ nè cũng đỡ buồn, đem ra làm tới làm lui đỡ buồn. Ghép này nó cũng đơn giản lắm rồi. Rồi lúc đầu á, mình mới bắt đầu chơi sứ á, mình ghép sao nghe nó cũng rất là khó khăn, khi ghép vài nó cũng đâu có dính đâu. Nhưng mà tới khi mà mình đã ghép dính rồi á, là mình cảm thấy mình ghép đơn giản nó cũng đã dính nữa. Ghép nó lúc trước mình cắt canh đủ thứ phải bằng phẳng để lên nó dẫn thúi. Còn bây giờ cứ để lên cái cột lại dính à. Nó không bằng phẳng như lúc trước nữa mà nó vẫn dính bình thường. Làm như giờ nó sợ ra sao. Thank you.
cái nè. Còn cái này nữa mình dẹp cho hết luôn. Cảm ơn, rất là cảm ơn các bạn mình đã xem nha. Làm nó hơi ngược tay đấy, hơi khó. Đó, xong rồi nè. Rất là cảm ơn các bạn mình đã xem nha. Chúc tất cả anh chị em mình thật là nhiều sức khỏe nha mọi người. Có nhiều sức khỏe để mình vượt qua cái mùa đại dịch này nha mọi người. Rồi, xin chân thành cảm ơn.